chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ thực hiện một cái video nói về cái trục com này ha. Đấy. Thì cái video lần trước mình cũng đã nói về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động và cũng như là cái những cái hư hỏng thường gặp trên cái trục com của cái động cơ này rồi. Thì ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em mình biết là chúng ta nhìn vào cái trục com này, chúng ta có thể biết được đâu là cái vấu com nộp hay là vấu com xả. Đấy, đấy là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là nhìn vào cái trục com này mà chúng ta có thể biết được cái thứ tự nổ trên cái trục com này. Đấy, nhìn vào trục com không như thế này ha. Đấy, thì anh em nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký á. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Và cái kênh này mình thực hiện ra để giúp cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ muốn này có nâng cao tay nghề thì hãy đón xem những cái video của kênh của mình ha. Rồi, các anh em mà cần phụ tùng vật tư, phụ tùng ô tô thì liên hệ với bên mình 038 9898 100. Thì mình chuyên cái dòng xe tải, xe Hyundai, xe DU và phụ tùng xe mi ra móc ha. Rồi, đây là cái nội dung đầu tiên. Thì chúng ta nhìn vào cái trục com như thế này mà chúng ta có thể biết được là cái vấu com nào là vấu com hút và vấu com nào là vấu com xả ha. Thì các anh em mình hãy để ý này. Đây, các anh em hãy nhìn vào cái biên dọn của cái com nhé. Biên dọn của cái com. Đây là biên dọn của cái com hút. Đây, đấy, các anh em mình thấy nó tù ra không này. Cái biên dọn này nó rộng ra ha. Biên dọn này nó rộng ra này. Đấy. Và đỉnh com này nó co hơn ha. Đấy, đấy là cái com hút, cái vấu com hút nhé. Còn đây là vấu com xả này. Đây, bên này. Thì các anh em mình hãy xem này. Đây, đây là cái vấu com. Đấy, các anh em mình hãy thấy này, nó nhọn hơn, đúng không ạ? Đấy, vấu com xả thì nó sẽ nhọn hơn. Đấy, đấy là cái cách đầu tiên mà các anh em mình biết được. Nhìn vào trục com là biết là cái vấu com nào là cái vấu com hút và vấu com nào là vấu com xả ha. Rồi, cách thứ hai là các anh em hãy dùng cái thước để đo kẽm ha. Ví dụ như cái này mình đang, ví dụ cái này mình đang đo này. Đây, ví dụ mình đo cái vấu com này. Đấy, vấu com này mình đang đo là gần 46 ha. Đấy, nhưng mà vấu com đó là vấu com com xả nha. Còn vấu com hút này mình đo này, đó là 47 ha, 47. Đấy, thì chúng ta có thể hai cái cách này chúng ta có thể biết được. Và một cái cách nữa cũng là cái tiền đề cho cái nội dung thứ hai của mình, đó là chúng ta hãy biết được nhìn vào cái trục com này và chúng ta có được dữ liệu là đâu là cái đầu trục com. Và cái thứ hai, dữ liệu thứ hai là cái trục com này khi trong máy thì nó quay theo chiều nào thì chúng ta sẽ xác định được cái com hút và com xả ha. Không cần phải dùng thước, không cần phải nhìn biên dọn com, mà chỉ cần hai cái dữ liệu đó là chúng ta có thể biết được là cái đâu là com hút và đâu là com xả. Rồi, vì thì ví dụ thực tế đây là cái trục com này, đây là đầu com này, đây là đầu com. Tại vì trên này nó có cái rãnh để cho cảm biến vị trí trục com nó làm việc. Đây này, cái rãnh này ha. Và khi mà trục com này lắp trên máy thì trục com này quay theo chiều này. Đấy, quay theo chiều này ha. Đấy, đây là hai dữ liệu mình đã có. Thì từ cái dữ liệu này thì mình có thể suy ra được này, mình quay trục com như thế, theo chiều quay của trục com. Nếu mà cái vấu com nào tới trước, vấu com nào mà đụng xuống bàn trước thì vấu com đó là vấu com xả ha. Đây, ví dụ bây giờ mình quay theo chiều này ha, quay theo chiều này từ đấy, thì vấu com này nó đi xuống trước này, vấu com này đi xuống sau. Đây này, đây, các anh em mình hãy để ý này. Đấy, nó đi xuống trước đúng không ạ? Nó đi xuống mặt bàn trước, vấu com này đi xuống sau. Đấy, thì vấu com này chính là vấu com xả và vấu com này chính là vấu com hút. Tại vì sao? Động cơ bốn kỳ chúng ta hoạt động là chu kỳ là hút, nén, nổ, xả. Có nghĩa rằng xả xong rồi nó sẽ tiếp tục, nó sẽ hút, đúng không ạ? Có nghĩa là vấu com xả nó sẽ hoạt động xong rồi thì vấu com hút nó mới bắt đầu nó hoạt động. Tiếp tục cái nội dung thứ hai mà mình muốn truyền đạt tới tất cả các anh em là cái nhìn cái trục com này, chúng ta có thể biết được là cái thứ tự nổ của động cơ này. Ví dụ như động cơ này là động cơ 6 máy ha, có 12 vấu com. Máy số 1 này,
máy số 2, máy số 3, máy số 4, máy số 5, máy số 6. Trên cái trục com này, các anh em mình muốn xác định được thì chúng ta vẫn phải có hai dữ liệu. Thứ nhất là xác định được cái chiều quay của trục com. Cái thứ hai là xác định được cái đầu, đâu là cái đầu của trục com. Đầu trục com là chúng ta hãy quy định đó là đầu máy, đầu của cánh quạt á. Rồi từ hai cái dữ liệu đó rồi thì chúng ta hãy xác định được là cái thứ tự hút hoặc là thứ tự xả của từng máy trên cái trục com này là bước thứ hai. Bước tiếp theo là chúng ta hãy quay trục com xem có báo com nào tới trước thì đó là thứ tự nổ của cái máy đó ha. Đấy, sau đó là chúng ta ghi thứ tự nổ của động cơ ra. Bây giờ mình sẽ thực hiện từng bước cho tất cả các anh em mình biết ha. Rồi, đây là cái bước đầu tiên là chúng ta xác định được đây là đầu trục com ha, đầu trục com. Bước thứ hai, trên máy là trục com nó quay theo chiều này đó, chúng ta biết được. Bước thứ ba là chúng ta xác định được đâu là cái vấu com hút, đâu là vấu com xả ha, thì mình đánh dấu. Ví dụ máy đây là máy số 1, chúng ta quay theo chiều của trục com, cái vấu com nào tới trước thì đó là số bắp xả, thì mình làm dấu đây số bắp xả ha. Đấy, làm dấu lên chưa, yeah, số bắp xả ha. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy làm dấu số bắp xả của máy thứ hai là chính là cái số bắp này ha. Đấy, tiếp theo máy số 3 là chúng ta hãy quay, cũng quay theo chiều quay của trục com, cái báo com nào tới trước thì đó là báo com xả ha. Đây là báo com tới trước này. Đấy, chúng ta làm dấu đi. Máy số 4 cũng vậy, chúng ta tương tự như vậy. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta làm ha. Máy số 5 cũng vậy luôn. Đấy, tương tự máy số 6 cũng vậy. Máy số 6 đây, chúng ta cũng quay trục com theo chiều quay của trục huyệt, quay theo chiều quay trục com ha. Đấy, làm dấu. Rồi, cái này là mình đã xác định được này, vấu com xả này ha. Đây là vấu com xả này, đây là vấu com xả này, vấu com xả ha, vấu com xả. Đấy, tương tự 6 máy nó như vậy. Rồi, đây là ổ máy số 1 ha, đây là ổ máy số 2, ổ máy số 3, ổ máy số 4, ổ máy số 5, ổ máy số 6. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay nè. Ví dụ máy số 1 chọn cái chiều tác động là cái chiều quay xuống ha, thì cái báo com này sẽ quay xuống. Cái các anh em mình hãy xem cái báo com nào xuống mặt bờ thì báo com đó đang làm việc ha. Rồi, báo com này đang xuống mặt bờ này, máy số 1 đang xuống mặt bờ đây. Đấy, máy số 1 ha, thì mình ghi là 1, thứ tự nổ đầu tiên là số 1, chúng ta ghi ra. Đấy, 1. Rồi, tiếp tục máy 1 nổ rồi đúng không, tiếp tục là chúng ta quay, tiếp tục là chúng ta hãy quan sát trên toàn bộ cái trục com nha. Đấy, thì các anh em hãy quan sát này, chuẩn bị mình quay á thì cái báo này này nó sẽ đi xuống nè nè ha, tại vì cái này xuống trước này, cái này đang lên đỉnh này, cái này đang xuống, chuẩn bị xuống này, còn cái này chưa tới ha. Đấy, bây giờ mình quay nè. Đấy, quay xuống. Đấy, thì máy số 5 làm việc ha, thì mình ghi ra số 5 có nghĩa là máy 1 số bắp, số 1 làm việc, xong rồi số bắp số 5 làm việc. Sau đó chúng ta hãy quan sát, tiếp tục quan sát số 5 đang làm việc đây ha. Rồi tiếp tục quay, chúng ta hãy quan sát này, máy số 3 này chuẩn bị nó đi xuống này ha, máy số 3, còn cái này nó đang quay lên trên này, cái này đang chưa tới này ha, cái này đang làm việc này, cái này đang lên trên này, nhưng mà cái góc lên trên này nó quay xuống trước này. Đấy, thì tiếp tục đây là ổ máy số 3 ha, thì chúng ta ghi là số 3. Đấy, ghi số 3 ở đây. Đấy, rồi tiếp tục chúng ta hãy quay như vậy thì chúng ta hãy xác định rằng là máy số 6 đang đi xuống này, thấy chưa. Đấy, máy số 6 này. Đấy, thì chúng ta ghi 6. Rồi, tương tự như vậy chúng ta thực hiện cho hai máy còn lại thì chúng ta sẽ biết được nó là số 2 và số 4. Đấy, sau khi mà chúng ta đã thực hiện được cái bước này rồi thì chúng ta sẽ biết được là cái thứ tự nổ của động cơ chúng ta là 1, 5, 3, 6, 2, 4. Từ cái bảng như thế này, đấy, chúng ta có thể biết được là cái máy song hành của chúng ta là máy nào, là máy 1, máy 6 song hành, được chưa, máy 5, máy 2 song hành, được chưa, máy 3, máy 4 song hành. Từ cái việc xác định được cái máy song hành này
thì chúng ta sẽ điều chỉnh được khe hở nhịp của số bắp trong vòng 2 vòng quay của trục huyểu. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ quay trục huyểu 2 lần thì chúng ta sẽ điều chỉnh được 12 cái số bắp này. Mình cũng đã thực hiện cái video nói về cái cách điều chỉnh số bắp trong vòng 1 vòng quay của trục huyểu. Đấy, thì nhờ vào cái bảng thứ tự nổ thì các anh em hãy đón xem những cái video mà về bảng thứ tự nổ đó để các anh em gia tăng thêm kiến thức ha. Rồi, các anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh ha. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.